Thể hiện trình đánh pizza của bà khiến cộng đồng mạng cười bo vì hành động siêu đáng yêu. Theo đó, dạo gần đây trên mạng xã hội Top Top, cư dân mạng lan truyền nhau một đoạn clip đánh pizza siêu đáng yêu của một bà cụ. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bà cụ trổ tài đánh pizza cho con cháu được một phen mở mang tầm mắt. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy cách đánh của bà nó lạ lắm. Người ta thì dùng cây cơ chuyên dụng để đánh, còn bà thì dùng chiếc gậy đi bộ của mình đánh luôn. Trông thế thôi chứ bà đánh cũng rất chuyên nghiệp. Một tay bà cầm gậy, còn tay kia bà còn biết dùng làm đệm để đánh chính xác hơn. Trông vô cùng ấn tượng luôn. Thấy đã chuẩn, bà đánh nhẹ quả bi trắng lăn đi nhưng rất tiếc nó lại trật lớt. Tuy vậy bà vẫn không chấp nhận thất bại này. Tưởng rằng không ai để ý, bà vội dùng gậy đánh tiếp vào quả bi đen để mong nó vô lỗ. Nhưng tiếc thay, toàn bộ hành vi gian lận của bà đã bị một camera giấu kín ghi lại toàn bộ. Xem xong đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã cười bo vì sự hài hước và có phần đáng yêu của bà. Nhiều người nghe sau đó cũng đã để lại bình luận: bà chơi vậy là con cháu hết đường chơi lại luôn. Bà dễ thương vậy ai dám nỡ để bà thua đây. Bà kiểu: tí nữa là tao ăn được 30 của nó rồi, quay clip chi vậy không biết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Tin Nhanh Quanh Ta để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày bạn nha.